Xin chào các bạn, thì chúng tôi đang đứng tại cái khu vực phía sau lưng chúng tôi đây. Đây là nhà của người giàu nhất Bình Dương một thời. Thì ngôi nhà phía sau được xây từ năm 1890 cho đến năm 1893 thì hoàn thành. Và toàn bộ thợ là cất công đem từ Huế vào để chạm trổ cho toàn bộ khu nhà được xây bằng gỗ trắc. Thì khu nhà phía sau là khu nhà của ông Lân. Đối với tất cả các tỉnh thành khác thì chúng ta hay nghe nói đến tập tục gọi là Búa Lân khi mà đón Tết cổ truyền. Nhưng mà đối với tại Bình Dương không ai dám nhắc đến tên của ông Lân, mà người ta gọi là búa cù. Tại sao? Tại vì con cù ngày xưa nó là một con vật có thật, thân hình nó thì khá xấu xí và nó rất là hay mắc cỡ. Do đó dân người ta hay gọi con cù là con cù lần. Nó vẫn chung với nhau là cù lân lần. Do đó thì con cù khi mà gặp bất cứ người nào thì nó sẽ dùng tay nó che mặt. Nó giống như cái động tác của một người múa lân. Do đó ở Bình Dương người ta gọi là búa cù chứ không gọi là múa lân, tại vì người ta kỵ húy, người ta không muốn đụng tới gọi tên cái người giàu nhất tại Bình Dương. Thì con trai của ông về sau là ông Trần Văn Hổ đã cho xây nên dựng nên căn nhà này. Thì căn nhà này là một trong những minh chứng sử dụng học thuyết phong thủy để làm củng cố thêm sự giàu có của gia tộc. Thì ngôi nhà được xây tại cái khu vực này năm 1890 theo Huyền Không Phi Tinh thì được tính là vào vận 2. Thì vào vận 2, cấu trúc của căn nhà nhìn ra phía trước mặt có bờ sông. Thì dòng sông phía trước mặt đó là hướng Tây. Do đó thì nếu mà có phía trước mặt có bờ sông hướng Tây thì nó sẽ phản chiếu ánh sáng và nó rọi vào trong nhà. Do đó các bạn để ý thấy cái mái nhà phía sau khá là thấp. Dĩ nhiên nó còn liên quan đến cả cái chiều cao của người ngày xưa, họ không được cao. Nhưng mà một trong những cái lý do đó là tại vì để mái nhà thấp để tránh cho cái ánh nắng hắt vào. Thì ánh nắng hắt từ dòng sông thẳng vào nhà chúng ta, nếu chúng ta thấy nó hàng ngày, nó sẽ gây tổn thương về thị giác, về bộ não. Do đó nó sẽ gọi là một hiện tượng trong phong thủy gọi là gương soi chậu máu. Thì để tránh biện pháp này thì người ngày xưa họ cho gắn nên một cái hòn non bộ phía sau. Thì các bạn thấy phía sau nó có một hòn non bộ bằng đá, bằng đen, và để phía trước chính diện. Và đồng thời cái mái nhà sẽ được thấp xuống phía trước để tránh ánh nắng hắt vào. Và cái điểm thứ hai nữa khá thú vị ở đây, tức là phía trước mặt thì được đem dòng sông đem đến là tài lộc. Các bạn biết rằng đối với tất cả những người giàu thì nhà phải đối diện, xây gần dòng sông để đem tài lộc đến. Tuy nhiên cái cổng cần phải đem sinh khí đến. Thì các bạn để ý thấy cái cổng này không phải nằm ngay chính diện mà nằm ở bên tay phải. Thì tại sao phía bên tay phải? Nó có hai lý do. Thứ nhất là tại vì dòng sông Sài Gòn ở chỗ này đổ xuống từ trên Bình Phước, Bình Dương đổ xuống thì nó đi từ phía bên tay phải sang bên tay trái, có nghĩa là ngược chiều kim đồng hồ. Thì đối với những cái dòng sông chảy ngược theo kim đồng hồ như vậy thì đối với chúng ta đặt cổng cửa luôn luôn phải đặt ở cái nơi mà nước thủy triều ở nơi thượng lưu đổ xuống để chúng ta đón cái sinh khí đến. Thì khi mà chúng ta đón sinh khí đến và nó điều hòa dẫn vào bên trong nhà thì đồng thời cái hòn non bộ phía trước nó sẽ có tác dụng là tàn phong tụ khí, tránh không cho gió thổi quá lớn làm cho tán vượng khí. Thì ngôi nhà này được xây vào vận 2, phía trước nhà đón hướng tinh số 2 nhị hắc, và đồng thời cái cửa lại đón sau tam bích sinh khí. Do đó cả sinh lẫn vượng khí đều được đón vào nhà thông qua cửa chính và thông qua cửa, thông qua cổng, và đồng thời được cái dòng sông đem tới. Vậy nên là ngôi nhà này là một trong những ngôi nhà rất giàu có. Tuy nhiên thì có một điểm mà dẫn đến là ngôi nhà này thật sự là có nhiều điểm hay, nhưng mà có điểm không hay, đó là cấu trúc hình chữ đinh. Thì đối với tất cả những cái nhà từ đường á, người dân rất thích xây hình chữ đinh. Tại vì chữ đinh đó là biểu tượng cho nhân đinh, trong tiếng Hán có nghĩa là làm cho con cháu hưng vượng. Tuy nhiên nhà hình chữ đinh thì phần phía trước sẽ hẹp, phần phía sau sẽ nở hậu. Thì người ta tưởng rằng như vậy thì sẽ là làm cho đời con cháu càng về sau càng phát. Nhưng khi các bạn xây vậy có nghĩa là các bạn sẽ làm khuyết hai cung hai bên, thanh long bạch hổ, dẫn đến là nhà sẽ bị khuyết và nó không vuông vắn đầy đặn. Thì đó là một trong những điểm tối kỵ. Thì các bạn để ý tất cả những cái nhà từ đường của người Hoa đa phần họ không có xây hình chữ đinh. Nhưng mà không biết vì sao khi mà du nhập phong thủy sang Việt Nam thì các nhà từ đường họ thích xây hình chữ đinh. Đó là làm cho con cháu hậu vận tốt. Nhưng mà có điều khi mà đời ông cha thì lại có những cái điểm khiếm khuyết thì điều này là không nên. Chúng ta được thì nên chúng ta nên xây hình chữ vuông vắn thì nó sẽ tốt hơn. Cũng giống như là cái căn nhà các bạn để ý thấy Dinh Độc Lập cũng vậy, thì xây cũng bị khuyết, cũng là do lý do là muốn có những cái thịnh vượng phát lúc đầu hoặc là về lúc sau. Nhưng mà khi làm khuyết như vậy thì đó là một trong tối kỵ về phong thủy.